Này có một cái lô lan tiêu này rất là đẹp luôn nha bạn nha. Cây thì bé nhưng mà các bạn nhìn thế này, nụ này, nụ bắt đầu đấy, có những cái mầm nụ nhất nhỏ nhỏ. Cây chỉ cao khoảng 1 này, 2 này, cao khoảng tầm 50 cm thôi nha bạn nhá. Nhưng đường kính tán nó cũng phải được tầm hơn 1 này, 2 này, gần gần 60 luôn ạ. Cao 50, đường kính tán 60. Và bắt đầu có những cái mầm mầm, có những cái cây mà nó để giống như này là cái nụ của nó. Và có một số cây thoát thân rất là đẹp nha bạn nhé. Mặc dù cái cây ngắn bé như này cao có 50 cm nhưng mà nó cũng có một cái độ thoát thân này. Đó. Cái gốc của nó thì to bằng gần bằng ngón tay cái bạn nhé. Đây, mình sẽ quay các cái cây để cho các bạn thích cây nào thì chọn nhá. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cái chậu cây lan tiêu rất đẹp như này. Đây, có cây này thoát thân rất đẹp. Thì vui lòng alo ạ, một trong các số điện thoại trên màn hình nhé bạn nhá.